Còn tại Đà Nẵng trong ngày hôm qua ngày mùng 1 tháng 1 thì Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai cách ly chăm sóc điều trị F0 tại nhà nơi lưu trú trên toàn thành phố. Việc này thì nằm giảm tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn, tập trung nguồn lực y tế chăm sóc những ca bệnh có triệu chứng tại các tầng điều trị khác. Theo đó, F0 được cách ly chăm sóc điều trị tại nhà nơi lưu trú và người ở cùng được quản lý giám sát chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tiến triển nặng và tử vong, không để lây nhiễm chéo trong gia đình và cộng đồng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế quận, huyện và các bệnh viện, các cơ sở y tế, cơ sở xét nghiệm trực 24 trên 7, thiết lập đầu mối liên lạc để chia sẻ, tiếp nhận, nắm bắt thông tin về các trường hợp nhiễm COVID-19, nghiên cứu phát triển mạng lưới thầy thuốc lưu động, gồm các y bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế để hỗ trợ từ xa F0 điều trị tại nhà.